Thưa quý vị, trang mạng Numbel đã xếp Hà Nội là thành phố an toàn thứ 5 ở Đông Nam Á, trong khi thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 14. Chỉ số an toàn của Hà Nội đạt 62 điểm, trong đó thì chỉ số tội phạm ở mức thấp với 33 14 điểm. Ngoài ra, khách du lịch có thể an tâm đi bộ một mình vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Trước đó, thì Hà Nội cũng nhận giải thưởng là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022. Còn thành phố Hồ Chí Minh thì có chỉ số an toàn đạt mức là 47,4 điểm với những lưu ý rằng việc đi bộ một mình vào ban đêm có mức độ an toàn thấp. Du khách cũng sẽ không cần phải lo lắng bị tấn công vì phân biệt chủng tộc, giới tính hay tôn giáo vì mức nguy cơ này ở rất thấp là 23,89 điểm. Tổng cục thống kê mới công bố khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 1 năm 2023 đạt 871.200 lượt người, tăng 23,2% so với tháng 12 năm 2022 và gấp 44,2 lần cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 1 năm 2023 vẫn giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Hàn Quốc vẫn là thị trường khách lớn nhất ước đạt 258.946 lượt người. Đứng thứ hai là Mỹ, ước đạt 77.897 lượt người. Thái Lan là thị trường cung cấp nguồn khách quốc tế lớn thứ ba, ước đạt 54.985 lượt người. Mặc dù Trung Quốc đã mở cửa từ ngày 8 tháng 1, song lượng khách từ quốc gia này tới Việt Nam trong tháng 1 vẫn khiêm tốn, ước đạt 15.875 lượt Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thông tin trong 10 ngày đầu tháng Giêng năm Quý Mão thì các loại nông sản vẫn là mặt hàng chính được xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Theo đó thì những ngày đầu năm mới đã có hơn 45.000 tấn nông sản được xuất khẩu đạt kim ngạch là trên 21 triệu đô la Mỹ tăng 27% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt gần 50 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 23,8 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 25,7 triệu đô la Mỹ. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu bao gồm nông sản, rau củ quả các loại, bánh kẹo, hóa chất, máy móc thiết bị. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi của Việt Nam như là chuối xanh, dưa hấu, thanh long, lạc nhân, hàng mây, trang đe và đồng thời là